Đây là hình ảnh cái ngôi trường tiểu học Trung Lập Thượng, nằm trên cái mặt tiền đường Trung Lập thuộc địa phận là xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các anh chị mình đang có nhu cầu muốn mua đất ở huyện Củ Chi thì nên xem hết cái video này. Có một lô đất cực kỳ đẹp, giá cũng qua cực kỳ rẻ các anh chị. Chỉ có 1 tỷ 750 triệu đồng còn thương lượng. Lô đất full thổ cư rồi. Đất ở tại nông thôn là 191,1 mét, còn lại là đất trồng cây hàng năm khác là 21,1 mét. Chức năng cái lô đất này là khu dân cư kết hợp sản xuất. Quang Minh xin mời toàn thể quý vị, các anh chị xem chi tiết thông tin cái lô đất cực kỳ đẹp này. Mình rất vui được gặp lại toàn thể quý vị trong video tiếp theo này. Kính thưa quý vị, Quang Minh đang đi trên đường Trung Lập nha các anh chị. Đường Trung Lập kết nối từ đường tỉnh lộ 7, đi hết cái đường Trung Lập là gặp đường tỉnh lộ 6 nha. Địa phận Quang Minh đang quay đây là xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bên tay trái của mình là có cái trường trường tiểu học Trung Lập Thượng các anh chị, trường tiểu học. Khu vực này là dân cư cũng khá là đông nha. Đường Trung Lập một con đường khá là đẹp, Quang Minh làm rất nhiều video clip trên cái con đường này rồi. Thì hôm nay trong video này Quang Minh sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị mình một lô đất một sẹt của cái đường Trung Lập này. Gần ngay cái trường tiểu học Quang Minh mới quay luôn ha, cách trường tiểu học chỉ có mấy trăm mét thôi. Một sẹt. Bên tay trái có cái con hẻm là các anh chị. Đầu hẻm là có cái biệt thự khá là đẹp ha, rất là hoành tráng. Bây giờ Quang Minh mời các anh chị mình rẽ vào bên trái nha. Quang Minh đang đi từ cái hướng tỉnh lộ 7 vô nha các anh chị. Đường tỉnh lộ 7 nhà nước cũng đang mở rộng. Giờ Quang Minh rẽ vô cái con hẻm này. Hẻm này là xe hơi vào tới nơi nha. Thì Quang Minh chạy khoảng tầm 100 mét nữa là bên tay trái có một lô đất ngang 7 mét, dài 30 mét. Full thổ cư rồi các anh chị. Full thổ cư. Một sẹt đường Trung Lập xe hơi vào tới nơi. Chức năng cái lô đất này là khu dân cư nha, khu dân cư kết hợp sản xuất. Tí nữa Quang Minh sẽ quay cái cuốn sổ của cái lô đất này, giấy tờ pháp lý và Quang Minh sẽ kiểm tra cái thông tin quy hoạch cho các anh chị mình biết luôn. Mình định mua một cái bất động sản thì cái điều trước tiên là giấy tờ pháp lý, thông tin quy hoạch phải rõ ràng và cái vị trí nó có tiềm năng, có nó có chiến lược hay không thôi. Đây là cái hình ảnh đối diện cái lô đất các anh chị, đây là cái hình ảnh thực tế. Đây nãy mình chạy vô là cái lô đất của mình nằm bên tay trái. Đất cao ráo bằng phẳng luôn nha các anh chị, hai bên là có tường rào hết rồi. Ngang 7 dài 30 nha các anh chị. Dài 30. Quang Minh đang đi ra phía sau. Xung quanh cũng khá là sạch sẽ, không có mồ mả gì hết. Đó, tới cái cọc này, cái hàng lưới B40 này là cái rành phía sau của lô đất ha. Đất mình tới đây, dài tới đây là 30 mét. Bên đối diện là có một lô đất, bên kia có một con hẻm nữa. Lô này nó hai lô nó đâu đích nha. Ở đây là mình nhìn ra phía trước nè các anh chị. Trước đất mình là con hẻm xe hơi và dọc theo cái con đường đất thì có một cái đường kinh khá cũng nhỏ nhỏ thôi, kinh dẫn nước tới tiêu đồng ruộng các anh chị. Đất cao ráo bằng phẳng ha, cao hơn cái con hẻm luôn. 7 mét thì là một cái nền biệt thự các anh chị. 5 mét là nền nhà phố, 7 mét, 6 mét là xây biệt thự được rồi. Cho nên các anh chị mình nếu muốn có ý định mua đất ở Củ Chi thì cái lô đất này Quang Minh nghĩ cũng khá phù hợp. Lô đất này chủ đang kẹt tiền cần bán gấp với cái giá là 1 tỷ 750 triệu đồng còn thương lượng các anh chị.
1 tỷ 7 50 còn thương lượng. 7 30 quá đẹp. Cái đường này còn đi thông vô trong kia nữa nha các anh chị. Còn đi thông nha. Nhìn xéo xéo qua bên kia có một cái biệt thự nhà vườn. Ngoài đầu hẻm có một con cái biệt thự cũng khá là đẹp, hoành tráng luôn. Này gần trường học nên là dân cư cũng khá là đông. Từ ngay cái vị trí lô đất này chạy về trung tâm thị trấn Củ Chi khoảng tầm 10 km nha các anh chị. Con hẻm này hai xe hơi né nhau được nha các anh chị, hai xe hơi né nhau được. Đây các anh chị, thửa đất số 639 tờ bản đồ số 17. Địa chỉ là xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích là 212,2 m. Bằng chữ 212,2 m². Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn 191,1 m. Còn lại là 21,1 m là đất trồng cây hàng năm khác. Cái phần này là nằm trong lộ giới nha các anh chị. Phần này nằm trong lộ giới, còn đất thổ cư mình là 191,1, full thổ cư rồi ha. Full thổ cư rồi. Sổ mình là do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 7 tháng 10 năm 2019. Đây là cái bản vẽ hiện trạng. Trước đất mình là thể hiện con đường đất. Trước đất mình có một cái con kênh nha các anh chị. Kênh này là kênh tưới tiêu. Kênh này nhỏ thôi. Kênh tưới tiêu. Ngang 7 mét nè, từ 1 đến 2, 7 mét. Phía sau từ 3 đến 4 cũng 7 mét luôn. Thửa đất của mình là 639 ONT đây. Chiều dài là hơn 30 mét ha, 30m2. Bên đây là 30m64. Sổ khá là đẹp anh chị, vuông vức ha. Bây giờ bọn mình tiến hành kiểm tra cái quy hoạch chi tiết 1/2000 xây dựng cho các anh chị mình xem. Xem chức năng của lô đất của mình cần tham khảo và mua nó nằm trong quy hoạch gì nha các anh chị. Đầu tiên mình vào bản đồ của xã các anh chị, xã Trung Lập Thượng. Tờ số 17. Tờ số 17, thửa đất số 639. Ở đây là con đường Trung Lập nè các anh chị, đường Trung Lập. Cái hướng này là hướng từ tỉnh lộ 7 mình chạy vô nè. Chạy vô. Bên tay trái trái có một cái con hẻm. Đây là cái đường kinh nè, cái nét này là nét màu xanh là thể hiện cái con kinh. Kinh trước đất mình. Trước đất mình là con đường đất. Đây. Cái thửa đất mình là 639 đây. 639. ONT nè các anh chị, full thổ cư rồi ha. Bây giờ bọn mình copy cái thửa đất này. Mấy hôm nay ngân hàng hình như cho vay trở lại rồi các anh chị. Cho vay trở lại rồi cho nên là cảm giác là mấy hôm nay là khách hàng gọi Quang Minh đi xem đất cũng khá là nhiều. Thử 639 nè các anh chị. Giờ con mình vào cái ranh ha, xem thử nó nằm ở cái hiệu số bao nhiêu. Đây, lô đất của con mình giới thiệu đây là 639 đây, thửa đất số 639. Nó nằm ở cái hiệu số 110. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Trung Lập Thượng, điểm dân cư nông thôn số 2. Số 110. Mình vào cái chi tiết xây dựng 1/2000 số 110. Điểm số 2. Tắt vô. Đây các anh chị. Lô đất mình nằm bên tay trái này. Đó. Thửa 639. Mình đo từ cái vị trí đất ra cái đường Trung Lập là bao xa. Thấy nhìn thì ngắn mà nó 50 mét đâu, hơn luôn 115 mét các anh chị.
ở trong nhìn ra thấy tưởng nó ngắn mà nó cuộc đo trên file hoạch là tới 115 mét nha các anh chị. Ông mình sorry ha, nãy thông tin không có chính xác nha, bây giờ mới là chính xác nè. Từ đường trung lập vô 115 mét nằm bên tay trái nha các anh chị. Ngay đây là cái trường học nè, trường tiểu học trung lập thượng nằm đây. Cái hướng này là hướng ra đường tỉnh lộ 7 nè các anh chị. Đây, đường tỉnh lộ 7 đây. Tức nghĩa là tỉnh lộ 7 mình đi vô là nằm bên tay trái ha. Mình cho các anh chị mình xem cái ký hiệu nè, đây. Cái nhóm đất của mình là nằm cái màu này nè. Đất nhóm nhà ở kết hợp sản xuất nha các anh chị. Đất nhóm nhà ở kết hợp sản xuất. Còn cái màu này là đất nhóm nhà ở hiện hữu. Hiện hữu thì trên cái đường mặt tiền đường trung lập á, thì có đoạn là khu dân cư hiện hữu, có đoạn là vẫn là khu dân cư kết hợp sản xuất nha các anh chị. Đó, như ngoài đây là khu dân cư hiện hữu nè, gần cái đường trung trường học đây. Đó, đối diện trường học vẫn là hiện hữu, mà qua trường học là bên đây là dân cư kết hợp hết. Rồi đoạn này là hiện hữu, bên đây cũng hiện hữu, đoạn này là kết hợp. Cùng một con đường mà có chỗ thì hiện hữu, có chỗ thì dân cư kết hợp. Cái hướng của cái lô đất này là gần như là hướng chánh bắc luôn nha các anh chị, hướng chánh bắc ha. Cái hướng này là cái hướng mình đi lên kênh N25, đi lên trên đây là xã Phú Mỹ Hưng nè các anh chị. Lên trên đây là xã Phú Mỹ Hưng. Đi đường tỉnh lộ 6, lên tỉnh lộ 6. Dân cư khu này là khá là lao đông nha, ở đây toàn bộ là khu dân cư hết, khu dân cư kết hợp sản xuất khá là nhiều. Không có bị quy hoạch gì nha các anh chị. Chi tiết xây dựng 1/2000 rồi, các anh chị mình mua thì an tâm ha. An tâm cái vấn đề này, Quang Minh đã xem quy hoạch thì gần như là tuyệt đối á, không có sai được đâu nha các anh chị. Đã phần một chi tiết, một phần xây dựng 1/2000 rồi là mình an tâm để mình mua. Các anh chị mình đang xem video, ai chưa đăng ký kênh thì nhớ cho Quang Minh một lượt đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo bên cạnh lên để mình cập nhật và tiện theo dõi những video mới nhất từ kênh Bất Động Sản Quang Minh. Có những sản phẩm nào giá cả phù hợp, thông tin quy hoạch rõ ràng, pháp lý ok, Quang Minh sẽ làm video và up lên kênh cho các anh chị mình xem tham khảo và có cơ hội mình sở hữu ha. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Trước khi kết thúc video, xin kính chúc toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.